bao tử bò khìa ngũ vị hay là bao tử bò hầm ngũ vị? Hấp dẫn chưa? Có một số bạn nói là cái món này ở nước ngoài người ta nấu cho chó mèo ăn, thì thực ra thì người ta cũng có nấu đó, nhưng mà không phải món này là người không ăn được. Người Đức người ta có cái món gọi là Sauerpanzer, tức là cái món này nè, lòng bò chua. Nếu anh chị em và các bạn nào nhà mình gần Kaufland, hôm nào mình ra tìm cái món này nha, gọi là Sauerpanzer, tức là cái lòng bò chua, nó chua chua, người ta cắt nhỏ nhỏ ra. Tổng cộng là 1,5 kg, mình nên nấu nhiều nhiều bởi vì cái này nấu xong nó còn lại có một chút xíu à. Và đồng thời là khi mình nấu nhiều mình để dành, nếu mà mình không ăn đó thì cho vào trong đông đá, mình nấu xong rồi nha, là để nguội cho đông đá. Và khi mua thì nhớ lựa cái lòng nào dày dày, mình lóc ở trong đây nè, nó sẽ có mỡ, gỡ hết, bỏ hết cái mỡ này ra, bởi vì cái lòng bò là nó nhiều mỡ bên trong. Đó, bỏ cái mỡ này ra. Người Pháp người ta cũng có cái món lòng bò nấu rượu nè, ngon lắm á. Để rửa cho lòng bò không bị hôi thì mình sẽ cho giấm, muối và cho baking soda, tức là người ta gọi là muối nở đó. Ở Đức người ta gọi là natron. Mình mua cái loại này nè, dùng cho nhà bếp, tức là nấu nướng, làm bánh. Những cái loại bánh nướng là người Đức người ta sẽ cho cái natron này vô. Và khi mình cho cái natron thì chẳng những trắng mà nó còn mau mềm nữa. Nhưng mà mình không có ngâm lâu mà mình đổ vô khoảng 1 muỗng canh. Sau đó mình đó nó sôi, đó là do nó gặp giấm. Khi nó vô mà nó gặp giấm là nó sôi. Muối với giấm với baking soda nó sẽ làm cho sôi. Và mình rửa sạch. Nhớ nhồi cho thật kỹ. Sau đó thì mình rửa lại nhiều lần nước luôn đó. Lấy dao cạo. Mình khuyên chia sẻ kỹ cái này bởi vì là nếu như mà mình làm không có đúng là ăn nó hôi, không ăn được. Hôm trước mình đã làm các cái món với lòng bò như là phá lấu lòng bò nè, lòng bò luộc, phở lòng bò. Cái này gọi là khăn lông, nó giống như cái khăn lông. Thì cái này gọi là tổ ong. Toàn bộ hôm nay mình làm 1,5 kg. Anh chị em và các bạn sẽ, ở Đức thì mình mua ở Rewe hoặc là ở Edeka, Kaufland cũng có. 2 lít nước nấu sôi cho 1 muỗng canh muối 15 g, 2 miếng gừng, 1 củ hành tây cắt tư, 3 cái tây hồi, rượu trắng hoặc là rượu Mai Quý Lộ đều được, 1 hoặc 2 muỗng canh. Và khi nước sôi mình cho vô để trộn. Cho thêm 2 muỗng canh giấm nữa. Hoặc là chanh đều được. Vừa khử mùi và vừa làm cho lòng trắng ra. Và sau 5 phút kể từ lúc nước sôi, mình cầm cái này lên nè, mình sẽ thấy nó cứng lại, tức là nó có một chút xíu nó chín chín rồi đó. Rồi bây giờ sẽ đổ ra và đi rửa lại 2-3 lần nước cho thật sạch. À, đã nhìn thấy lòng trắng hẳn ra luôn. Đây là cách làm lòng trắng khử mồ hôi. Và mình khuyên chia sẻ chi tiết để một số anh chị em và các bạn làm cái món phá lấu lòng bò hay là phở bò, lòng bò luộc cho nó ngon. À, nếu như mà mình muốn luộc đó, món luộc thì bây giờ mình sẽ mang đi luộc và cũng luộc với lại cái hành, gừng, hồi hoặc là không cho hồi. Còn cái món lòng bò phá lấu thì làm tiếp giống như hôm trước. Còn hôm nay thì mình sẽ làm tiếp theo như hôm nay, đó là rửa 2-3 lần nước, sau đó đổ ra để ráo. Lúc này trời ấm lên, thành thử mấy con chim nó kêu ngoài kia quá chừng. Mình cần có 3 gram gừng,
3 tép tỏi 10g và 1 củ hành khoảng 20g, 1 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Nếu anh chị em và các bạn mình không ăn được nhiều thì cho ít lại nha. Mình khuyên đang ướp cho 1 kg lòng bò, 1 tablespoon đường vàng hay là 1 muỗng canh vuông khoảng 15g, thêm nửa muỗng nữa 23g, 3 muỗng canh nước tương magie, mỗi muỗng là 10ml. Nếu anh chị em và các bạn không có cái máy xay đó thì mình sẽ giã tỏi, hành, mình giã bên ngoài, sau đó mình cho gia vị vô. Nước tương là 35g đó. 1 muỗng cà phê vuông bột nêm 7g. Và muối hơn nửa muỗng cà phê một chút. Cân được khoảng 500. Cho tiêu. Mình khuyên cân để cho tiện, ai cũng làm được. Và sau đó thì nếu như mình thích ớt khô thì cho ớt khô, không thì có thể cho ớt tươi hoặc là không cho cũng được. Mình cho một chút xíu ớt khô và mình cho một chút ớt tươi luôn, không cay. Sau đó mình sẽ xay cái này cho thật nhuyễn. Rồi ướp vào trong lòng luôn. Lòng lúc này cũng ráo nước. Dùng cái cọ này mình quét hết xuống và mình cho vô ướp. Nếu mình có thời gian thì ướp lâu, còn không có thì cũng phải nửa tiếng để cho thấm gia vị. Món này sẽ ngon hơn nếu như mà mình có nước dừa tươi nhiều nhiều. Mình nấu khoảng 1 lít, tức là nước dừa trong. Mới ướp thôi mà nó đã thơm quá chừng luôn. Cái này nó dễ thấm lắm đó, bởi vì nó có sườn sườn. 30 phút nữa mình sẽ nấu nha. Nếu không có nước dừa tươi cũng có thể nấu với lại nước thường cũng được. Hoặc là nếu như mà mình có cái Coca-Cola đó, mình cho vô cũng được. Thì lúc đó mình bớt cái lượng đường ban đầu đi, mình nấu cái màu Coca-Cola nó ra cũng đẹp và ngon lắm. Nhưng mà nó sẽ có cái mùi khác với cái mùi hôm nay mình làm. Nãy giờ mình để cũng được 1 tiếng luôn rồi. Cho 2 muỗng canh dầu ăn, một chút xíu tỏi gừng. Anh chị em và các bạn có thể nấu luôn ở trong cái nồi áp suất cũng được. Nhưng mà cái nồi nó cao quá, mình khuyên quay phim không được. Cho đó chiên trong chảo trước để cho dễ nhìn thấy, rồi sau đó mình đổ vô nồi nấu. Thế là cái chảo nó rộng, mình dễ trở hơn đó. Khi mình thấy tỏi, gừng hơi rám rám, cho lòng vô. Mình sẽ áp cho cái lòng nó thơm, hơi nâu nâu lên đó, để thấm gia vị cho dễ. Và cho hết cái gia vị này vô luôn. Chở không được là nó sẽ bị cháy. Như vậy nè, nó thấm lên vậy á. Rồi sau đó thì lấy nồi ra nấu. Còn nếu như mà mình nấu luôn đó thì bây giờ để đây chế nước dừa vô nấu. Nhưng mà hôm nay mình nấu bằng nồi áp suất điện nha, cho nhanh. Do cái lòng nồi nó cao quá thành thử ra mình nên nấu ở bên ngoài mình xào để mình trở cho nó đều đó. Và cũng có thể nấu với bia cũng được nữa. Và rượu vang, nếu như mình nấu rượu vang thì không cho ngũ vị hương. Nếu mình nấu rượu vang là ra được cái món ngon lắm, màu đẹp và thơm nữa. Và nước dừa tươi mình cho vô 1 lít nha. Và tùy theo mình thích nấu nhiều nước hay là ít nước thì mình cho. Và tối thiểu thì cũng cho 500ml.
nước dừa tươi đó. Nước dừa tươi khi nấu nó sẽ cho cái vị ngon và cái màu đẹp. Và sau đó thì sẽ nấu thôi. Cắm điện đầy nắp, khóa van luôn, tức là mình sẽ để van về ceiling. Sau đó thì bấm vào chỗ này nè, mid hay là stir. Và nếu muốn nấu nhanh đó thì mình để more, và muốn nấu chậm thì mình để less. Và thường thường thì nấu cái món này mình khuyên vẫn muốn nấu cho nó chậm chậm đó thì nó ngon hơn, và để 10 phút luôn. Sau khi mình nhìn thấy L028 thì van hạ. Bây giờ mình sẽ mở nắp nha. Và với thời gian này là bò nó cũng mềm luôn. Và mình khuyên muốn nhắc lại cái khi nào mà cái nồi nó không hiện lên chữ L đó, tức là mình đã quên bấm vào cái form. Khi mình bấm vô cái chữ này á, thì lúc đó cái nồi nó mới hiện lên chữ L sau khi nấu xong. Và bây giờ mình nhìn vào trong đây để kiểm tra coi cái bao tử bò nó đã chín chưa đó. Thực ra là cái thời gian này mình khuyên đã nấu nhiều lần rồi, ra được cái thời gian đó mình khuyên mới chia sẻ. Do đó anh chị em và các bạn cứ nấu rồi sẽ biết là thời gian này là hợp lý nhất để cho cái lòng bò nó vừa chín mềm, nó chín mềm nhưng mà nó không có bị nát ra, bởi vì nếu mà nấu lâu là nó nát luôn đó. Xăm đũa mình thấy nó mềm qua nè. Đây, như vậy nè, khi mà mình kiểm tra mà mình xăm đũa qua, mình thấy nó dễ dàng như vậy là nó chín mềm vừa. Rồi sau đó thì mình sẽ nấu cho cạn nước. Nếu mình thích để như vậy cũng được, nhưng mà mình nên nấu cạn nước. Sau đó để cho cạn thì mình sẽ bấm vào rosé. Và mình nên để normal, normal ở đây. Và 15 phút. Và nếu như anh chị em và các bạn có ăn bột ngọt được đó, thì lấy ba ngón tay chùm lại cho mình chút xíu. Bột ngọt nó chỉ độc khi mà mình ăn nhiều thôi. Do đó mình cho một chút thì không sao hết, mình nó cân bằng cái vị. Và tiếp tục mình đảo. Bây giờ không có nhìn thấy bởi vì nó cạn rồi ở đây. Và món này thường sẽ được ăn cùng với cơm hoặc là ăn chơi cũng được. Bây giờ màu đã đẹp quá chừng. Đây là món bao tử bò sốt ngũ vị hay là bao tử bò hầm ngũ vị. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cái màu ngon quá chừng. Mình để một chút xíu thì nó sẽ lên cái màu nâu nâu lên. Để lên một chút nữa, để càng lâu lâu thì cái màu nó lại lên càng đẹp. Mình vẫn thích nè, cuốn bánh tráng, cuốn thêm bún và ăn cùng với rau thơm nữa. Chấm nước tương ớt thật cay. Vừa ăn lắm luôn. Và nước tương thật cay. Ngon quá.